Hello các bạn, mình là Trâm Ngô. Hiện tại thì mình đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim Love Simon để khám phá xem buổi họp báo ngày hôm nay có gì thú vị nha. Come on, come on. I'm sorry, Simon. I can't do this anymore. Have you ever been in love? I don't know. I think so. Mọi người trên thế giới này đều cần phải có tình yêu. Tình con trai như vậy thì họ có tình cảm với nhau thì họ tiến tới với nhau thì không sao. Anh có xem trailer và anh rất là thích ngay từ ban đầu rồi. Thuần học đường rất là dễ thương. Cái tình cảm ở trên phim nó được thể hiện một cách rất là đẹp, văn minh. Nó là khi mà phim này công chiếu được nên mọi người sẽ đi xem mới được. Mọi người tới xem coi là tình của nó đẹp như thế nào, nó đáng yêu như thế nào. Rất là thích cái kiểu thể loại phim này. Tôi xin là một hồn nữ rất là cứng. Rất là cứng. Quá tuyệt vời. Rất là tuyệt. Thật sảng khoái. Thật sảng khoái. Rất là tuyệt vời. Khóc khóc khóc. Hay, dễ thương. Tuyệt vời, ý nghĩa. Dạ, thấy cưng quá. Thấy cưng quá. Mà hát phim rất là dễ thương. Câu chuyện rất là thật. Quá xúc động. Rất yêu Simon. Bạn có thể mà tỏ tình với một người bạn thân của mình không ạ? Tỏ tình với một người bạn thân. Dạ, bạn thân nhất. Bạn thân nhất thì muốn làm gì cũng được chứ đâu. Dạ, đúng rồi. Bây giờ bên mình có một cái game nho nhỏ cho bạn là bây giờ bạn có thể lấy điện thoại ra để gọi cho một người bạn, con trai, bạn thân á. Bạn tỏ tình bạn đó để xem phản ứng của bạn đó như thế nào. Alo Hạnh hả? Alo Thành hả? Alo. 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 Nói này nè nè. Em thích anh. Bây giờ tao tỏ tình với mày, mày có chịu không? Anh có đồng ý không? Tôi thích ông lâu rồi. Em có thể trở thành người yêu của anh không? Em thích anh lâu rồi mà đó giờ em không nói không? Thì em lỡ thích chị từ lâu lắm rồi mà không dám nói. Mày khùng quá mày. Dạ. Mà nói. Con đang chiến thắng đó mấy. Thôi thế này ngủ đi. Thế này chứ. Mày đang quay cái gì à? Kẻ hoang mang vậy. Tao vô mày. À tức là nếu như là Sơn Tùng gọi điện nói với mày câu đó thì mày sẽ gật đầu. Còn nếu là tao thì mày sẽ từ chối đúng không? Bây giờ bà trả lời đúng vấn đề đi là bà có thích tôi không? Nếu đồng ý. Nếu phải không? Nếu phải không? Thôi đi. Các bạn nên đi xem vì đây là một bộ phim rất là ý nghĩa. Là bộ phim rất là tốt và những cái truyền thông rất hay về tình cảm gia đình, bạn bè. Khi mà xem phim này các bạn sẽ có những cái sự tự tin trong cuộc sống. Đó là một cách đó để thể hiện cho mọi người biết mình là ai. Nếu bạn muốn come out thì bạn hãy tới ngay xem Love Simon. Chỉ cần là tình yêu thì nó đã đẹp rồi nên mọi người đừng có ngại ngùng gì cả. Bạn nên đi xem phim này để bạn hiểu hơn về cái hành trình mà để công khai với bản thân mình. Và đó là cảm nhận của các bạn đã xem phim xong. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy cùng nhau đến rạp để xem phim Love Simon vào ngày 4 tháng 5 2018 nha. Out. Why is straight the default? I have something I need to tell you. I like girls. You trying to kill me? I like men. I'm straight. I'm heterosexual. Oh, God, help me, Jesus.